Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đây là loại đàn bà lẳng lơ hay chim chuột mà đàn ông cần tuyệt đối tránh xa, lấy vào là chết. Từ ngàn đời xa xưa cho đến ngày nay, sự đức hạnh được coi là thước đo lớn nhất không chỉ của người phụ nữ trong cuộc sống hôn nhân. Vậy nên khi lựa chọn bạn đời, chỉ cần xa một ly là đi cả một mái nhà, vậy nên chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Khi nhắc về người phụ nữ không toan tính, người xưa có câu: đàn bà cặp mắt lá khoai, đích chồng thì ít, đích trai thì nhiều. Nhân nghĩa nào giữ được lâu, vắng chồng hôm trước, hôm sau hướng nghề. Chồng đi thì có chồng nhà, hơi đâu mà đợi chồng xa trở về. Thưa quý vị, họ là những người có ngoại hình ưa nhìn, dễ mến, đi đâu cũng được người khác quý mến. Bởi thế nên chờ định họ phải chịu số kiếp đào hoa, lợi đận trong chuyện tình duyên. Bởi họ là người cả thèm trong chán, nay yêu người này, mai nhớ thương người khác. Họ không chỉ dành tình cảm cho một người mà có khi là 2, 3, 4 người cùng một lúc. Kể cả đã lập gia đình rồi thì họ vẫn trốn chồng, trốn vợ đi toàn tem bên ngoài. Vậy đó là những người có nét tướng như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo quan niệm cổ nhân, tướng phụ nữ thích ngoại tình có những nét rất đặc biệt. Người ta có thể căn cứ vào nhiều bộ vị, lĩnh vực sinh hoạt để khái quát về cá tính tiềm ẩn của một người về mặt tình dục. Hiện nay người ta không còn quá e ngại khi nhắc đến vấn đề tình dục, nhưng để nói về dục tính của con người thì còn tùy trường hợp. Thông thường tính dục thì ai cũng có, nhưng những người quá coi trọng nhục dục thì thường có một vài nét tướng đặc biệt như dưới đây. 1. Nhân trung dài và sâu là người dâm đãng. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có tướng nhân trung dài và sâu là người vô cùng ham mê chuyện gối chăn. Họ có thể không có ý định lăng nhăng ngoại tình, nhưng nếu lấy phải một người đàn ông không biết quan tâm gối chăn hoặc gặp phải người khác dụ dỗ thì người này rất dễ siêu lòng. Đối với mối quan hệ này, hôn nhân thường rất khó lòng hạnh phúc, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau vì hoài nghi, sống mà không tin tưởng, luôn cảm thấy đối phương dối gạt thì sẽ chẳng thể vui vẻ được. Người đàn bà có tướng này nhất định sẽ phản bội chồng khi gặp được người khiến họ vui vẻ, chuyện gối chăn, chăm sóc được họ. 2. Nhân trung có tía đỏ cũng là biểu hiện của người phụ nữ dâm đãng. Phía trên nhân trung là mũi, phía dưới là miệng. Mũi và miệng có hình dạng tương tự như bộ phận sinh dục của nam và nữ giới. Tướng học căn cứ vào đó để phát hiện ra rằng phần lớn phụ nữ chìm đắm trong hoan lạc, nhục dục đều có một đường vạch ngang màu đỏ hoặc màu hồng. Tùy theo truy hoan, nhiều hay ít nhỏ nhưng sợi tơ nhện, phải tinh mắt lắm mới thấy. Nếu như ta thấy dấu hiệu đó xuất hiện thì có thể biết là người phụ nữ đó chắc chắn đã có gì rồi. 3. Bọng mắt to, thâm đen. Người có tướng bọng mắt thâm đen là người vô cùng ham hố chuyện chăn gối. Họ dễ dàng ngã vào lòng người đàn ông khác, ngay cả khi đó là lần đầu gặp gỡ. Họ thích được sống cuộc sống tự do chăn gối như thế, vì thứ mà họ muốn chính là điều này. Người đàn ông nào bên cạnh họ không đáp ứng được nhu cầu ấy chắc chắn sẽ bị phản bội. Hoặc ngay cả khi họ được sống vui vẻ, người phụ nữ có tướng này vẫn tơ tưởng tới những người đàn ông khác để tận hưởng cảm giác tươi mới hơn. Tuyệt đối không thể tin tưởng người phụ nữ có nét tướng này và đừng bao giờ trao gửi cho yêu thương cho họ. 4. Môi dày hoạt và vành môi cong lên. Người này giỏi ăn nói nên cuốn hút nhiều người khác giới và có thể vì điều này nên họ vô cùng lăng nhăng. Họ thích được nhiều người theo đuổi, yêu thương, chiều chuộng, chồng không phải là người duy nhất họ trao gửi tấm thân mình. Tướng này thường không thật thà, hứa rồi lại quên nên khó lòng tin tưởng. Đối với cuộc sống hôn nhân, họ cũng không thực sự chân thành. Họ muốn đàn ông phải vây quanh mình và coi họ là nữ hoàng. Có chồng chỉ là bức bình phong, còn thực sự họ sẽ luôn muốn có cuộc sống phóng túng, tự do với các mối quan hệ của mình. Không chỉ có người có bờ môi quá dày mà theo tử vi phong thủy với con người thì phụ nữ môi mỏng chưa nói đã vọng động là tướng tà sân, mê nhục dục. Nữ giới môi mỏng không những thích nói chuyện thị phi mà còn thiếu thủy chung và chân thành. Những người phụ nữ thường bị ngoại cảnh đưa đẩy tới ngoại tình. 5. Cằm nhọn hoắt. Người có tướng cằm nhọn thường là người khá xinh đẹp, ưa nhìn. Cằm nhọn là một điểm nhấn quan trọng trên khuôn mặt. Và cũng về ưu thế này nên họ có thể tận dụng khả năng của mình để câu kéo những người khác. Phụ nữ mang nét tướng này, theo nhân tướng học, chính là người ham muốn rất cao chuyện gối chăn. Họ có thể yêu một người chỉ vì chuyện ấy hòa hợp và cũng có thể bỏ một người vì không đáp ứng được chuyện ấy.
Vậy nên tương lai không xa, người này sẽ ngoại tình, phản bội chồng con nếu cảm thấy người chồng khó đáp ứng được điều mình mong muốn. 6. Mắt nhiều lòng trắng lưu liếng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có thể đoán được phần nào tính cách của một người phụ nữ có đôi mắt lưu liếng, liếc ngang liếc dọc, đong đưa, sẽ là người luôn thích thay đổi, ngay cả chuyện tình yêu. Họ không thích đứng yên một chỗ, không thích yêu mãi một người, vì vậy họ sẵn sàng ngoại tình nếu cảm thấy bên người khác hứng thú hơn, hoặc không thì người này cũng sẽ gợi mở, mời gọi những người khác phải ở yêu bên mình. Tán tỉnh mình, mắt có nhiều lòng trắng càng chứng tỏ đây là người phụ nữ có tâm địa không tốt, luôn thay trắng, đổi đen, hai lòng. 7. Mắt ướt đượm buồn, mắt nước chỉ là đôi mắt luôn long lanh như ngân ngấn lệ. Đôi mắt ấy khiến đàn ông một khi đã rơi vào thì không bao giờ thoát ra được. Sự đượm buồn lãng mạn của nàng sẽ khiến mọi đàn ông muốn được chở che, bao bọc. Những tưởng cô ta đáng thương nhưng thực tế là cô nàng mắt ướt là kẻ thích cướp chồng người khác. Họ có kế hoạch sự dỗ, mê hoặc và lôi đàn ông có vợ lên giường chỉ trong tích tắc. Thậm chí ngay cả người đàn ông ngoại tình với họ cũng không thể ngờ vì sao mọi chuyện có thể tiến triển nhanh đến thế. 8. Nốt ruồi ở phần trán bên trái. Xem tướng người phụ nữ xâm qua vị trí nốt ruồi, nếu họ có một nốt ruồi trên trán phần bên trái, đây có thể là dấu hiệu báo trước phần trăm tan vỡ hôn nhân của người con gái đó với chồng. Đa phần người ta buộc phải xem phần trán vì trên khuôn mặt con người. Trán chính là phần cao nhất trên gương mặt, là tượng trưng cho thân phận người bạn đời. Chính vì thế, ngoài 30 tuổi trở ra, những cô gái có nốt ruồi phần trán bên trái sẽ dễ chủ động chán cơn, thèm phở mà đi ngoại tình. 9. Da mặt có nhiều tàn nhang, mặt có sắc đào hoa. Phụ nữ nếu có làn da trắng hồng là người đào hoa, được nhiều người xếp hàng theo đuổi. Lúc còn trẻ hay khi về già, sức hấp dẫn của họ cũng không hiểu thuyên giảm. Thế nhưng, phụ nữ có làn da trắng cộng thêm nhiều tàn nhang thì đây là nét tướng của người háo xâm. Họ xem trọng chuyện tình dục, dễ dàng sa ngã vì đàn ông khác dẫu đã có chồng con đời huề. Bên cạnh đó, người phụ nữ có mặt đẹp hơn đời thường gọi là mặt hoa da phấn, thường được nhiều người yêu mến. Người phụ nữ có đặc điểm này, mặt trắng có nhiều tàn nhang, đều ham muốn chuyện tình cao và dễ có xu hướng ngoại tình. Theo như các thầy tử vi, đây đều là những người có số đa phu không hưởng hạnh phúc trọn vẹn. 10. Các đường lằn trên cổ, tuyến giáp mà phát triển quá thì cổ sẽ trở nên thô và xấu. Nhưng đàn bà khi lâm trận đạt đến điểm G, đa phần cổ sẽ cương căng cứng lên. Quan hệ càng nhiều thì đàn bà càng phải cân cổ mệt bấy nhiêu. Lâu dần khiến khả năng đàn hồi suy giảm, lằn ngang lằn dọc khắp cổ rất nhiều và dày. Đã bao giờ bạn để ý người phụ nữ mà bạn yêu thương có nhu cầu sinh lý cao hay thấp hay chưa? Quý vị thân mến, người xưa thường nói trông mặt mà bắt hình dong. Dù mỗi một người phụ nữ sẽ có mức độ ham muốn tình dục khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe, tuổi tác và điều kiện sống của mỗi người, nhưng nhìn chung thông qua vẻ bề ngoài có thể phần nào đoán định được về nhu cầu chăn gối của một người phụ nữ. Nhiều người có khả năng chuyện ấy mạnh mẽ hơn so với những người còn lại, thường dễ gây chú ý bởi họ luôn có những đặc điểm nhận diện khác biệt. Hãy xem các chuyên gia sức khỏe giới tính tiết lộ những đặc điểm để nhận biết một người phụ nữ mạnh mẽ hay lãnh đạo trong chuyện ấy nhé. Những đặc điểm của một người phụ nữ mạnh mẽ trong chuyện ấy là gì? 1. Giọng nói. Nếu giọng nói của một người phụ nữ có âm vực tương đối cao, nói to và ngọt ngào, ấm áp, đặc biệt là khi họ hát lên làm cho người nghe cảm thấy vui vẻ, thú vị, thì đây là người được cho là sẽ có khả năng tình dục khá mạnh mẽ. Tất nhiên bên cạnh đó thì những người có giọng nói với âm vực thấp, giọng mỏng yếu, nói năng không lưu loát, thậm chí là chèn lời, díu lời, thường là những người nhút nhát, rụt rè, khả năng chuyện ấy cũng tẻ nhạt hơn, đời sống tình dục đơn điệu hơn. 2. Tư thế, phong thái. Phụ nữ có tư thế và phong thái đẹp, gợi cảm thường có xu hướng ham muốn tình dục cao hơn. Khi người di chuyển hoặc vận động thì bộ ngực có sự rung lắc nhẹ, sự đàn hồi tốt, vòng hông nảy nở, cơ bắp, vùng lưng rắn giỏi, uyển chuyển, có sức mạnh. Động tác tích cực và hoạt bát đều được xem là những người có khả năng tình dục khá mạnh. Ngược lại, người phụ nữ lãnh đạo thường thả rũ cơ thể, thiếu sức sống, các cơ thể chảy xệ, mông phẳng, vóc dáng thiếu độ gợi cảm. Nhìn tư thế và phong thái bề ngoài, phụ nữ gợi cảm đương nhiên sẽ gợi tình hơn, có khả năng mạnh hơn trong chuyện ấy. 3. Ánh mắt. Từ ánh mắt cũng có thể xác định được mức độ ham muốn tình dục của phụ nữ. Người có đôi mắt to luôn mở rộng, rất tươi sáng.
thân trên của cơ thể mỏng mảnh, linh hoạt, cơ mặt mạnh khỏe, có sự đàn hồi tốt là những đặc điểm của người có chức năng thận hoạt động tốt. Nhiều thận khỏe, cơ thể căng tràn sức sống sẽ đi kèm với khả năng ham muốn tình dục cao. Ngược lại, người nào có khuôn mặt võng xệ, hơi sưng phù là dấu hiệu của sự thiếu linh khí, sức sống. Da mặt chảy nhão, đàn hồi kém là dấu hiệu của chứng thận yếu. Tương tự như vậy, những người có ánh mắt lờ đờ thì khả năng lãnh đạm tương đối cao. 4. Khuôn mặt. Nếu phụ nữ có khuôn mặt hồng hào, da dẻ, mềm mịn, bóng mượt, được xem là người có nhiều ham muốn, chuyện ấy rất cởi mở và mạnh mẽ. Một số ít phụ nữ có khuôn mặt nổi mụn nhẹ qua nhiều nốt mụn trên da cũng có khả năng chuyện ấy tương đối dồi dào, cơ thể phát triển khá mạnh mẽ. Ngược lại, người có khuôn mặt tối, da dẻ xấu, sắc mặt kém tươi hoặc đen xỉn màu không chỉ là biểu hiện của người có sức khỏe kém mà khả năng tình dục cũng không đáng kể. 5. Phản ứng khi uống rượu. Phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh mẽ chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là đã có phản ứng khá nhạy cảm. Họ sẽ hít thở sâu, tai và mặt có xu hướng đỏ ửng lên, có thể chảy nước miếng khi uống rượu, thậm chí uống xong sẽ bồn chồn, bất an. Đây được xem là có sự kích thích nhất định khi uống bia rượu. Tất nhiên, phụ nữ có sự kích thích nhẹ khi uống rượu, đa số là người có khả năng về chuyện ấy một cách hoàn hảo. Sau tất cả những đặc điểm trên, sự khác biệt trong khả năng tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào sức khỏe và thể chất của mỗi người. Người khỏe mạnh thể hiện ra ngoài sẽ mạnh mẽ hơn và khả năng bên trong của họ cũng tương tự. Ngược lại, nếu bạn có bệnh hoặc có vấn đề sức khỏe, đương nhiên khả năng tình dục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạn nên đi khám để can thiệp kịp thời. 6. Dựa vào ngôn ngữ cơ thể. Những nữ vận động viên dancer đều là những người nắm rõ cách kiểm soát cơ thể cũng như hành vi hoạt động của toàn thân. Phái mạnh đã cho ra những kết quả nhận xét rằng với những người phụ nữ này, họ rất tuyệt vời trên giường. Họ hiểu rõ cơ thể của mình như thế nào, đâu là điểm mạnh của họ, đâu là vị trí mà sẽ giúp họ đạt được những hưng phấn tốt nhất cho cả hai. Khi quan hệ, họ sẽ biết cách điều khiển cơ thể sao cho phù hợp với đối phương, để từ đó tạo ra sự đồng điệu trên giường, làm cho cuộc yêu của họ đạt khoái cảm hơn bao giờ hết. Hơn nữa, phụ nữ biết cách điều khiển cơ thể đều có sự mềm dẻo rất tốt. Họ sẽ cùng người đàn ông phối hợp các tư thế quan hệ khó. Điều này càng kích thích nam giới và làm họ thích thú, phấn khích hơn rất nhiều và sẽ rất khó để có thể ngừng quan hệ cùng những người phụ nữ này. Trên đây là 10 dấu hiệu nhận biết phụ nữ dễ dãi, lỏng lơ có biểu hiện thường ngày, cùng với đó là 6 cách để nhận định về khả năng của người phụ nữ trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên lắng nghe và tham khảo, chứ không nên quy chủ bất cứ ai nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!